Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khả Gaming. Và Duy Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ. Và ở video này thì Khải cũng cho anh em nhìn sơ qua. Nói chung là ở lần thay đổi này Khải sẽ lên đảo anh em à. Khải sẽ lên đảo và trang bị thêm những món đồ ở video trước Khải có show cho anh em xem. Thì những món đồ đó thì cũng anh em nhìn vào anh em đủ biết rồi. Nói chung những món đồ đó thì là một ít đồ của OLED đỡ lại, OLED bán cho anh kia và anh kia bán lại cho Khải. Và sau khi suy xét thì cái set đồ cũ của Khải thì Khải chỉ hồi trước Khải build chỉ đỡ đánh liên đấu nè. Nhưng mà nghiệm một cái là tìm tem liên đấu không ra. Nên là lượng phòng thủ của Khải khá là cao, 30 mấy lận đỡ liên đánh liên đấu nè. Nhưng mà nếu mà liên đấu với cái phòng thủ như thế này thì ok rồi, nhưng mà hiệu ứng Khải không có nè. Hiệu ứng thì hiệu ứng với lại mana sinh lực không có, anh em thấy không? Mana có 69 thôi. Rồi lực tây thì Khải được 5k3. Đây là lực tây chuẩn, lực tây chuẩn 5k3 nha anh em. Đó, thiếu lâm lên được 5k6 thôi. Đó, lực tây 5k3. Thì cái nỏ này, nói chung là nỏ này cũng đỡ đánh liên đấu, nón này cũng đánh liên đấu luôn. Và đai lưng này cũng vậy. Nhưng mà theo cái kiểu này thì Khải cảm giác đánh tống kim nó hơi bị tù một chút nè. Tống kim cảm giác giao tranh mình không chịu đam nổi nè mà. Rồi tính sơ qua thì lượng chón là 40 này. Đó, chón 40 thôi. Lượng kháng hỏa thì không có bao nhiêu, kháng hỏa chỉ 40 thôi. Và lần thay đổi này Khải sẽ có thể đẩy lượng kháng hỏa lên một chút, hoặc là lượng thời gian lên một chút nữa. Và cái lượng đam Khải sẽ cao hơn nha anh em. Nói chung là đỡ Khải lên đảo cho anh em xem. Lần này thì cũng là 80 làm chậm và 40 chón. Nhưng mà lượng đam không có, lượng đam chỉ có 5k3 thôi. Và lần này Khải sẽ thay đổi như thế nào anh em cùng xem thử nha. Ok, Khải lên đảo nha. Lần này thay đổi sẽ vẫn là giữ 80 làm chậm và móc hơn 40 chón hoặc là 70 chón tùy theo thôi, tại vì Khải có thể thay đổi cái nhẫn. Ok, bây giờ Khải sẽ thay đổi cho anh em xem. Tại bây giờ lực tay chỉ 5k3 thôi, với 506 thông pháp máu 2k4. Khải sẽ tải hết vào tay cho anh em xem. Ok, đầu tiên thì cho anh em xem sơ qua cái đai lưng. Ở video trước thì Khải cũng có mua đai lưng này. Đó, 40 làm chậm và 14 thông pháp. Lần này sẽ đẩy mạnh về lực tây nam, đẩy mạnh về lực tây để có thể vào tống kim kết mạng tốt hơn. Đó, thông pháp 14 làm chậm 40 và vào tây thông pháp 16 sinh lực cao và một nón kim sinh lực nội lực. Đó, sinh lực lực cực kỳ đẹp luôn. Và một cái nọ sát thương 45. Đó, cái nọ này mang vào chắc chắn lực tây sẽ ok hơn anh em. Rồi một cái ngọc bội kháng lôi sinh lực lực cực kỳ tốt luôn. Rồi còn hai cái nhẫn này thì kháng họ 20, chón 20. Thì ở lần này mang thì có thể kích hợp thủy 2 dòng được nha anh em. Thì cái đôi giày của Khải sẽ kích được cái dòng thêm dòng chón 30. Đó, và nếu Khải mang cái nhẫn này thì sẽ kích được thêm dòng chón 20 thì chón sẽ được 50 và kháng hỏa sẽ cực kỳ cao. Không như ở cái set đồ trước kháng hỏa chỉ được 40 thôi. Chón 40, kháng hỏa chỉ được 40 thôi. Nên là giao tranh cũng hơi gặp thiên nhẫn hơi nhanh chết. Hoặc là có thể mang cái nhẫn chón này mà kháng hỏa thì chỉ có 5 thôi. Đó. Tại vì mang cái nhẫn chón này thì chón sẽ được 70. Chón sẽ được 70 và kháng hỏa sẽ được thêm 5. Còn mang nhẫn này thì chón được 50 và kháng hỏa được thêm 20. Đó, nói chung là tùy theo. Nói chung thì Khải nghĩ là lượng chón trên 40 là được rồi. Ok, bây giờ Khải sẽ mặc vào. Anh em xem thử cái sự thay đổi không nha. Đó, bây giờ Khải sẽ mang hết tất tật những cái món này vào. Rồi Khải sẽ ép điểm lại cho anh em xem. Đó. Tuy cái nón này nó hơi phèn tại vì cái ngoại trang nó hơi xấu nè, nhưng mà cực kỳ đẹp tại vì nó có lượng sinh lực nội lực cực kỳ tốt dành cho đường môn. Đỡ xem thử lượng sức mạnh mình đang có bao nhiêu. Tài Khải đang có sức mạnh là hai món, là một món 18, món 18 là 36 rồi. 36 thì đỡ kích ép cái nỏ thì 36 kèm 24 thì 56, Khải tăng thêm khoảng 4 điểm sức mạnh thôi. Ok, 4 điểm sức mạnh thì Khải có thể thay đổi cái nỏ ra vào rồi nha em. Đó, 4 sức mạnh thôi, ok rồi. Ok, bây giờ Khải sẽ bắt đầu tăng lượng thông pháp cho anh em xem. Hồi nãy là thông pháp 5.6 đúng không? Khải sẽ tăng lại vẫn là 5.6. Đó, anh em thấy chưa? 5.6 thì lực tây Khải đã được 5k6 rồi. Hơn đến hồi nãy 5k3 thôi, hơn đến 300 lực tây rồi. Cái nỏ này hơn 300 lực tây rồi ấy. Đó, chưa tính đến là thêm 30 thông pháp nha anh em, 14 của cái đai lưng và 16 của bao tây. Khải sẽ tăng thêm 30 thông pháp vào trong này nữa. Lúc nãy thì điểm gốc Khải chỉ có 5.6 thôi anh em.
lần này sẽ lên 509 nhờ vào bao tây với lại đai lưng đó, lực tây vào tròn 5k7, đặt móc 5k7 rồi ấy. Ok rồi, Khải xóa bớt đi, Khải vừa móc 5k7 thôi này, 4 điểm này, vừa móc 5k7 thôi nha anh em. Để coi thử 5k7 hay là 5k9. Ấy, vừa móc 5k7 thì nó được bao nhiêu máu, để thấy. Mình đang test thử em, lần này có sự thay đổi khá là nhiều. Sẽ có lượng máu tốt hơn và mana tốt hơn em thấy không? Mana 800 mấy rồi, quá ngon. Hôm trước mana có 400 mấy rồi, cùi quên 600 mấy rồi em ơi. Đam vài cái rồi, cảm giác hết mana rồi, cảm giác hơi tù. Ok, 506 như cũ này, đó. Và Khả sẽ đẩy lên 5k7 rồi. 5k7 thì lượng thân pháp nó lên bao nhiêu? 585. Ok, 585 thì lượng máu còn bao nhiêu? 137. Máu sẽ được 2k7 nè. Đó, đặt móc 5k7 máu được 2k7 này. Ui, còn ngon đấy. 2k7 ra là chưa tính dòng Evan nha anh em. Chưa tính vòng Evan nha. Nếu tính vòng Evan vào thì lực tây máu Khải là 2k9 đấy. Ui, 2k9 là khá nhiều anh em à. Thôi ok, đợi lại đợi lên lực tây 6k xem. 2k9 là máu hơi nhiều ấy. Nếu tính vòng Evan vào là máu 2k9 thì đường môn máu 2k9 là quá cao anh em. Ok, Khải đẩy lên lực tây một tí nữa. Tại vì điều kèm với ngày mươi thì máu sẽ rất là cao. Ok này, máu Khải nghĩ tầm 2k5, kèm theo Evan là 2k7 rồi đẹp em. Ok rồi, coi lên được, được lực tây 6k không? 5k7 này, 5k2, 5k9, 20, 9, 4, 6, 6, 8. Không được 5k7 này, chưa được, không được 5k9 này, 5k8 thôi. 5k8 thì cũng không ăn thua. 5k8 với lượng máu như thế này, nếu mang này thì đó, kháng như thế này em, bỏ luôn phòng thủ luôn và đẩy về hiệu ứng kháng và sử dụng lực cao và lực tay cao, bỏ phòng thủ luôn. Lực tay 5k3. Được coi mang, nếu mang cái nhẫn này vào thì chón cao, chón cao mà kháng họ không có, mới được 2k6. Ok, lấy kháng họ tốt hơn rồi nè. Nếu mang cái này á thì chón 40 và cái này chón 30 thì được chón 70. Chón 70 kèm với ngày mươi thì đạt móc 80. Còn cái này thì chón được 50. Chón 50 kèm với ngày mươi thì nếu mà ngày mươi tăng mát thanh âm, ngày mươi tăng mát thanh âm 30. 30 thanh âm thì 20 thanh âm thì nó được 30 thời gian chón các kiểu thì cũng đạt móc 80, nhưng mà kháng họ tốt. Ok. Đó, kháng họ được 60, đẹp hơn. 5k8. 5k8 là máu 2k5. Ok, 5k8 được đấy anh em. Máu 2k5. 2k5 kèm theo Evan là 2k7 là đẹp rồi. Ok. Đó, lần này sẽ thay đổi khá là nhiều. Bỏ hoàn toàn phòng thủ nè. Cái nỏ này thì khi nào BK thì mang vào thôi. Đó, mấy cái nón dư này nếu mà cần thì mình có thể trải nghiệm cái nhẫn này một chút. Đó, nhận 40 dòng 1 này một chút thì sẽ như thế nào. Còn mấy nhận này thì cũng có thể mang vào, nhưng mà kháng họ thấp quá, Khải không thích. Đó, nhận này thì mana thấp quá, kháng họ được 45 thôi. Và nhận này kháng họ 60, giao tranh sẽ tốt hơn. Đó, ok. Rồi, đỡ Khải kết hợp, Khải kích cái nỏ này vào thử lực tay được bao nhiêu. Cái nỏ kia thì đỡ bất ca bên ngoài nè. Bất ca ví dụ như là giao tranh bên ngoài, hoặc động bang này nọ thì mang nỏ kia. Còn nỏ này sẽ được mang trong vòng lúc giao tranh tống kim thì nó sẽ được 5k8. Nào mà này nọ này được bao nhiêu đây? Năm sáu, ôi năm sáu, 16 à, cho tăng sức mạnh nè, giờ là tăng lại sức mạnh nha, sức mạnh 4 điểm nè. Rồi 127, ok, cái này là 4 điểm nè, 4 điểm sức mạnh nè. 127 thì mình sẽ 123 thôi. 123. Ok. Rồi. Mang nó đi vào. Nó này là một nó bơ cao bên ngoài. Ok, bỏ mấy cái đồ này vào rồi.
trong lần này thay đổi khá là nhiều, lái được dòng thêm 20 kháng hỏa này. Mang nó này, ui mang nó này mất đi 300 lực tây anh em. 301 lực tây, mất 301 lực tây. Lực tây chỉ có 5 canh 5 thôi, gần 5 canh 5 thôi. Hơi tù nhờ. 5 canh 5 thôi. À, nước kiểu này tăng lên 605. Ôi ơi, chưa mang ngập bội vào. Từ anh em. Bội hai người bỏ sẽ lực lượng này. Hỏi mana 810. Sinh khí máu được 2k6, ngon ấy. Đó, 615 thông pháp, rồi chỗ đẹp chưa? Ok, cũng được 5k5 anh em. 5k5 với 5k8 thì chung mất 200 gần 300 lực tây. 208 mất 208 lực tây cũng được anh em. Thằng này thì máu 2k6 ở ngoài bơ cao là ngon rồi. Đó, nếu mang nó này thì được máu 2k6 tại vì cái nỏ này nó có 100 sinh lực anh em. Ok. Ngon. Ok, tăng kiểu này là chắc anh em ơi. Máu 2k6. Ok, mang này nó kia nha. Khích lại nó kia cho anh em xem nha. Nó mang nó này thì này kháng hỏa chón này, kháng hỏa 20 chón 20, kháng hỏa 25 chón 30 thì được móc 80 là 80 chón mà kèm theo game mi thì có thể đặt 80 là chón luôn. Kèm theo game mi thì đặt 80 chón. Đó, còn đây là làm 180 này. Đây là bơ cao ngồi nha, bơ cao ngồi nha anh em. Đó. 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 Ok, bây giờ Khải sẽ bận lại set bơ cao ở tống kim. Bơ cao tống kim thì mình sẽ thay đổi cái nỏ thôi, mình chả thay đổi cái gì. Đó. Hai món sức mạnh vào. Đây là bơ cao tống kim. Và tống kim lực tay nó sẽ to hơn anh em, to hơn nhiều. Ừ. Sẽ giữ được một ít món đồ. Đó, lực tay 5k8, máu 2k5, ok luôn em. Thằng này ok đấy. Thằng này đánh thông kim hơi bị ngon ấy. Hôm trước thì Khải thông pháp Khải chỉ có 500, hồi nãy anh em có xem là 550 thôi. Ôi 560 thôi. Chỉ có 560 thôi, mana 619 à. Thằng này ui ngon đấy. Cố gắng sau khi tối nay giải đấu và là minh chủ bán cấp và chung kết của server Hành Sơn xong thì Khải sẽ cố gắng giao tranh một trận tống kim xem thử như thế nào nha anh em. Đó. 5k8 lực tây. Chỉ một tí thôi là 5k9. Khoảng 10 điểm thần pháp nữa là 625. Khoảng 630, 630 thì sẽ được 5k9 lực tây. Ok. Đó, hôm nay thì sấy được 10 cục nè, 10 cục bảo vũ. Không ít, nó sẽ ít bị khẩn hơn như lúc trước. Quá ngon luôn. Ok. Và anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like, một chia sẻ ở cái lần thay đổi này ở vị trí tống kim thử như thế nào nha em ơi. Đó, tình cùng xem và set đồ lại một lần nữa nha. Nón hợp kim, sinh lực lực khá là cao, chuẩn luôn, chuẩn men luôn. Đều là cái nón hơi xấu thôi em. Đó, tù cái là nón hơi xấu thôi. Rồi áo thì như cũ thì không nói nữa. Rồi gia truyền thì cũng như cũ thôi. Và cái nỏ Khải đã build cho mình cái nỏ sát thương 45 dòng 2 cực kỳ cao. Và cái nỏ này nó hơn cái nỏ của Khải 208 lực tây nè. 208 lực tây. Và một cái bao tây thần pháp 16 cực kỳ chắc, sinh lực cao. Nhẫn kháng hỏa 20, sinh lực lực chón 20. Giày kháng hỏa 25, sinh lực lực chón 30. Và hiện tại đang có móc chón 50. Và để kèm ngàn mươi thì có thể đặt móc 80 chón nha năm. Nếu mà ngàn mươi còn sống thì có thể đặt móc 80 chón. Đó. Rồi nhẫn 540, sinh lực lực đại lưng làm 140, sinh lực nội lực và thân pháp 14 và một cái ngập bội sinh lực nội lực cực kỳ cao kháng lôi 15. Khải rất là ưng ý ở những set đồ mới như thế này. Set đồ này anh em xem sơ qua thì cũng biết là set đồ này là của OLED. Anh kia anh mua lại nhưng mà anh không dùng thì anh BM và ngỏ lời bán lại cho Khải thì Khải cũng xúc luôn, nhìn đẹp quá em ơi. Nói chung là set đồ này thì của OLED thì quá ngon rồi. Thì bây giờ đợi xem thử tối nay trận tống kim sẽ như thế nào và mong rằng lần này thay đổi sẽ có một chút ít về lực tây và đam to như thế này. Khải nghĩ và tống kim sẽ cố gắng kết mạng tốt hơn anh em. Ok, cảm ơn em, đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha. Và hẹn em tối nay 19 giờ tối nay chúng ta sẽ xem trận bán kết và chung kết của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cụm mấy chủ Hành Sơn. Và chúng ta cùng chờ đợi xem ai sẽ lên quán quân Võ Lâm Minh Chủ của cụm server này. Ok, bye bye mọi người.